Chào mừng các bạn đến với kênh Bò Củ Chi TV. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp cá F1 các bạn. Đó. Cao gần 1m4 bò các bạn. Đó, bốn vú đều nè các bạn thấy không? Đen khui bốn vú đều, cao gần 1m4 bò. Con này chữa 3B 6 tháng các bạn. 6 tháng. Đòn cực kỳ dài luôn các bạn, đen khui, đòn cực kỳ dài. Đó. Chữa 3B 6 tháng các bạn. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, F1 tướng rất là dền dàng các bạn. F1 là mẹ xin bơm HF bò sữa ra F1 nha các bạn. Các bạn thấy không, tướng dền dàng, to cao bự tàn các bạn. Đó, chữa 3B 6 tháng, đang làm chữa lứa thứ 3 nha các bạn. Đang làm chữa lứa thứ 3. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, điện thoại chủ bò thì chủ bò sẽ báo cho anh em biết cái giá các bạn. Tại lúc mình quay là chủ bò đi không có nhà các bạn. Đây, con F1 nữa nè các bạn. Con này dành dàng hơn con nãy, cái hùng hết biết luôn các bạn. Cao gần 1m4 luôn các bạn. Tâm chữa lứa 3, con này chữa 5 tháng kem pháp các bạn. Tưởng dành dàng. F1 đen khui nè các bạn thấy không? Chân móng nó hoàn thiện các bạn. Ở ngoài nó to, nó cao dữ dằn lắm các bạn ơi. Chân móng nó hoàn thiện bốn vú đều nè, con này có rúng luôn các bạn thấy không? Đó, đòn dài. Con này chữa 5 tháng kem pháp các bạn, đang ấp giữa lứa thứ 3. Đó, cao gần 1m4 bò. Chân móng được hoàn thiện hết. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đòn dài. Đó, chữa 5 tháng kem pháp, bao chữa bao khám luôn nha các bạn. Con kia cũng vậy các bạn, con kia chữa 6 tháng 3B, bao chữa bao khám luôn các bạn. Hai con này nó cao đồng đồng nha các bạn ơi. Đó, con này là dạng chân móng, nó móng sò nó hoàn thiện hết rồi các bạn. Đòn dài, chân móng sò hoàn thiện. Chữa 5 tháng kem pháp. Đó các bạn không? Lưng hụt lưng, mấy con này chân cẳng nghiêm chỉnh hết các bạn ơi, đen khui rồi các bạn ơi. Con này chữa 6 tháng 3B nè các bạn, tôm chữa thứ 3 luôn các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Và liên hệ chủ nhân bò để biết cái giá nha các bạn, tại lúc mình quay là chủ bò nó không có nhà nha các bạn. Đó, số điện thoại mình comment dưới màn hình luôn các bạn. Đó, chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó, dòng F1 này sữa rất là nhiều nha các bạn. Dòng F1 này sữa rất là nhiều. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.